Xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Hôm nay có bé Như lên thăm gia đình đây. Xin chào ông bà cô chú. Chúc ông bà cô chú khỏe mạnh. Trời ơi ngoan quá ta ơi. À, sáng mẹ mình đi chợ mua được hai con gà che lai nè. Giờ bắt gà đãi cho gia đình chị Hai nha. Gà này giờ làm món gì đây mẹ? Một con mẹ hấp giấm trộn với rau bằng cua, còn một con này nướng. Hai chị Hai mình đang đi ra vườn kiếm mớ rau càng cua nè, hay còn gọi là rau tiêu á. Lát nữa mình vô bóp gỏi chung với thịt gà. Đây nhóc luôn nè. Đây cái đám này mới tốt nè cả nhà. Hôm bữa mẹ mình có hái ở đây rồi nè. Trời ơi, cô hai đi đâu rồi cô hai? Đồ nón lá bằng guốc ha. Rồi, bây giờ mình ướp gà đây. À, cái phần bên đây mình ướp gà mình hấp nha. Đây, giờ mình cũng ướp gia vị bình thường thôi. Tỏi, ớt mình đâm, rồi miếng đường, miếng bột ngọt, miếng muối. Ơ, à, con không được. Cái này cô đừng có ấy cô ngoại. Con không có múc vào đó được. Để lại đúng rồi. Rồi, con hết xuống cho ngoại đi. Rồi, đừng cắt. Rồi, để xuống ngoại đi. Hả? Ngon quá hả? Ngon quá. Chưa chín mà ngon gì con. Chúc bà ngoại cho con hai cái đùi luôn. Ủa cay sao? Không có cay. Không có cay. Có ớt đó. Không có cay rồi, ớt này không có cay. Bà ngoại làm ớt á. Cái đùi mà đâu có cay. Thứ hai với thứ ba này con. Thứ hai. Con gà thứ hai thì mình sẽ đem đi nướng. À, không phải con, để đó các ngoại. Không phải. Gà này dai nè. Rồi còn cái phần bên đây thì mình ướp là mình nướng đây. Nước tương con chứ không phải chèo. Cái này nước tương. Nước tương. Ừ. Rồi ngoài nước tương với tỏi ớt. Đây. Đây là thằng. Cái lên. Cái bên đây. Đây là thằng cái bên. Thằng cái bên đây. Ừ. Con mốt lớn lên như làm YouTuber nha. Dạ đi qua nó con dạ. Dạ. Có một nó hỏi có một con tay vậy. Bà ngoại làm có con tay nè. Bà ngoại làm. Bà ngoại làm có con tay thành ra một bao tay. Chừng nào bà ngoại làm hai tay mới hai cái bao tay chứ. Cài quá. Cài quá thì thơm. Ủa cài quá thì thơm. Hả? Bà ngoại có ăn cái đồ nó có nước bắp được không? Cái gì? Nước bắp á. Nước chuông á. Ừ, nước tương. Nước tương. Ai xào vô. Ừ, đưa ngoại bẻ con gà này cho nó nằm xuống. Một, hai đó. Thì cái chân nó kè. Chân nó kè. Đó, ấn xuống vậy nè. Đó. Khởi tao luôn. Khởi tao luôn ngoại. Sạch chưa? Rồi, bây giờ mình để gà vô mình hấp đây. Đâu rồi?
này là nước giấm nè nghe cả nhà. Đó, mình để nước giấm vô mình hấp gà. Bắt lên hấp luôn. Bây giờ là do trời mưa rỉ rả vậy nha, cho nên mình sẽ nướng gà trong nhà luôn nha. Một bên bếp thì mình sẽ hấp, còn cái bếp bự bên đây thì mình đốt lửa than mình nướng. Mẹ mua cho em heo đất, y à y à. Mẹ mua cho em heo đất, y à y à. Y à y à. Ừ. Rồi tàn than rồi, bây giờ mình nướng gà. Lửa than hơi nhiều, cái này mình phải trở thường xuyên chứ thôi nó dễ bị khét. Gà nhìn là biết gà dai, tại vì thấy cái da nó bóng lưỡng luôn, không có lông con nữa nha. Mới để lên cái mùi tương nó thơm ghê luôn. Có mùi thơm vậy đó. Mình sẽ lấy cái thau mình ụp lên cho nó mau chín nha cả nhà. Gà là hết giấm rồi, cho nên không có xài giấm mà xài tóc. Con gà mình hấp chín chiều, giờ mình để trong đây cho nguội nè. Giờ mình lấy ra mình xé luôn nha. Xé thịt trộn chung với rau cua. Nóng rồi mình bốc hơi rồi mình. Đây, vớt luôn nha. Hai con gà là hai cái mề. Ăn cái đầu. Đầu dùng xé gà ra. Không ăn cái cánh. Mà nhưng mà nó không có cay ngon lắm. Bỏ cho con cái đùi. Nè cái đùi nè. Ôi gà thơm quá. Gà còn bốc khói luôn. Rồi, cái nước hấp vô luôn. Cái nước này mới ngon mà. Ngon quá. Rồi mình cho miếng hành phi lên luôn. Rồi, được ăn rồi Như ơi. Giống rồi kìa. Ok. Rồi, xin mời cả nhà cùng ăn tối. Ăn gà nha, hôm nay ăn gà thôi, không có dọn cơm. Tại vì gà nhiều quá. Rồi, xin mời. Xin mời cả nhà. Rồi, xin mời ai? Xin mời ông bà cô chú, chúc ông bà cô chú khỏe mạnh. Trời ơi, hay quá, ngồi luôn. Hay quá, dọn quá. Thưởng cho Như cái đùi nha. Mẹ ấy đi. Mẹ ấy gì? Nè. Mẹ chào ông bà cô chú. Ừ, rồi. Mẹ chào đứa cà.
chào làm gương cho chào cả nhà nha, mời cả nhà cùng ăn gà nha. Rồi đây cậu ba, cậu ba bỏ vô chén nè con, con cầm cái chén lên con đựng luôn. Rồi 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 sao cậu ba cho là sao? Cảm ơn cậu ba. Rồi nay lâu lâu chị hai mình lên cho chị hai cái đồ luôn. Cái đồ luôn. Mời cả nhà nghe. Rồi, cùng ăn gà hấp giấm trộn rau càng cua với còn gà nướng. Đầu bếp giản cũng thưởng cái đồ luôn. Nha ăn ra nha. Thôi, cái đồ để cho ấy đi, cho cháu ngoại đi. Cay không? Để cho cháu ngoại đi. Hai cái đồ. Mẹ mang cái này. Thôi để cho Như đi. Này có phải cắt gà đó. Sướng chưa? Để cho Như ra. Cay. Cay đâu có cay đâu con, đâu có trắng gì đâu cay. Đây hai cái đồ cho Như nè. Con ăn luôn. Ngon quá luôn. Giờ cậu ba. Cả nhà nha. Giờ ăn con gà này trước đi. Gà nướng mình ăn sao nha. Trời ơi. Ngon quá. Lâu lắm rồi mới ăn lại á. Chấm mùi hết. Thôi đâu cua. Thơm quá, đúng là gà. Cua thấm ngon ghê á. Nè. Không cái tô vô, không cái tô vô. Thôi đâu còn cua thấm luôn mình. Tuyệt vời luôn á. Cái nước chấm này là muối ớt có thêm tí hoa tiêu nữa nha cho nó tê tê the the lưỡi. Cay không? Có cay không Như? Ngon quá. Uống cái gà cổ mà đã làm miếng gà cua này. Thấm thì nó thấm cái nước rồi. Rộng lắm rồi. Rộng lắm luôn. Chua chua ngọt ngọt. Như với mẹ Như đi hái một rổ ra còn cua quá trời luôn. Rau cua này mà gà hấp giấm mà trộn rau cua là hết sảy rồi. Ngon. Rau cua là ba dầu luôn mà. Không có kẹt luôn á. Ừ? Không gì? Con gà đó đó. À con gà đó đó. À con gà đó bay á. Ừ. Cái nó là chiều bắt á. Ừ. Mà chiều làm con rồi con kêu đi sảy dí bắt con. Ừ. Ăn hết rồi ngoại cho nữa. Ngon quá. Cái da cổ nó béo ghê luôn. Còn cái lụa đâu? À. Ừ, còn hai cái lụa chưa ba chưa con hết. Như chợ chiều vào đó bụng không? Đặt đâu? Ừ. Uống nửa cái đùi kìa. Nhà ông bà cô chú nè. Thôi. Ngon. Rồi. Không ngay từ từ nữa. Nốt vô. Có ăn miếng gà. Ăn hết quà cho nữa. Cái con kia kia nó quào láo hết trơn vô hết trơn rồi. Kia kia bên nhà bốc phải không? Có quà áo con hả? Rau ngon quá. Con hát á. Ừ. Con chó á. Cái quà hay cái răng của con chôm đạn á. Cái quà quà hết trơn luôn. Ừ. Thôi quay ra ngoài con. Rồi. Mũi kìa. Con mũi hát. Ừ. Mũi. Nó còn mũi nữa. Ăn đi, bớt nói lại nè. Tập trung ăn cho hết ngon chưa? Nè. Ăn hết chưa? Ngoài cho nữa nè. Còn miếng đi. Ừ. Như ăn rõ rồi. Rõ chiều giờ nó bụng thôi. Tốt hết cái đồ luôn. Cái gà mềm á. Kéo. Chú bà ơi. Ngon vậy? Gà cũng ngon á. Gà thịt dai mà. Hôm qua ăn gà sốt cháo đậu xanh. Hôm nay gà hấp giấm, gà nước rồi. Chắc ngưng tháng mới ăn gà đúng không? Kẹp rau chung với cái hành phi nè. Ngon ghê. Nghe hết chưa? Hết chưa rồi ngoại cho nữa. Hết chưa? Ừ.
cho Đạt lên. Đạt ơi, giờ con ăn cái nào nè, con ăn cái nào nè? Cái đùi luôn. Ăn cái đùi nướng hen. Ơ, đâu đâu, bỏ đâu đâu con, bỏ đó. Rồi. Như nó thấy ba lên á, nó vô nó mừng ba, nó không ăn nữa, ăn cái đùi không no rồi. Bây giờ còn hai cái đùi nè, chị hai cái đi, dạ, mày ăn cái. Thử miếng gà nướng nữa. Con cũng thử gà nướng luôn. Gà này nhìn nó dai, nhìn ngon nè, thử cái cánh ra. Ngon hơn. Dai hơn. Cánh này ướp nước tương hả mà? Đường á. Ừ. Nước tương, miếng đường. Gà dai thơm nha. Nhục ngọt. Ướp bình thường á. Ngon. Gà phải ăn gà vậy. Ừ. Gà mà ăn bở rệt nè. Ừ. Thịt dai ngon quá. Thơm nha luôn. Ngon. Ăn gì? Mình cắt ra. Gà này người ta bán nhiêu ký mà? Kiếm chục ngàn. Người ta nói là gà che lai. Che lai đúng rồi. Mà đúng là thiệt, gà này ăn được thịt ngon. 90 ngàn rồi. Ừ. Hợp lý rồi. Mình cắt nữa rồi. Thôi hôm nay thì mình xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi và ủng hộ kênh Cô Ba Miền Tây. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào tạm biệt cả nhà. Chào mọi người.